Gà cho nó ôm ôm như chút, cái con chút nhẹ xuống nó được. Bát nó đẹp đó này nè, cưng lại đây con đứng anh chỉ cho. Nó bị sợ chỗ này nè, nó không sợ chỗ này qua đây này. Từ đây qua đây nữa không, lên cho nó bằng cái chuẩn của nó ở đây nè, nó cái chuẩn nó lấy theo chuẩn cái này nó bị sợ xuống nữa không, nó chưa liền, nó hơi sượng hơi đó. Ok đúng rồi, lên chút cho nó bằng này, nó vòng qua là đẹp, lên chút nó đi, đúng rồi nó bị sợ chỗ đó. Đứng xa xa như thế về nó mới thấy được chưa. Okay. Chứ hết than mắt rồi. Hỏi hả? Hỏi